Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Khai mạc hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tái đề cử Vịnh Hạ Long thành di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Câu chuyện cảm động của người lính trở về sau 43 năm kết thúc chiến tranh cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, khai mạc hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị lần thứ 5 tập trung thảo luận cho ý kiến về các nội dung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ tháng 10 năm 2016, Ban Bí thư đã thành lập các ban chỉ đạo về nghiên cứu tổng kết, xây dựng các đề án báo cáo về các nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị, trình Trung ương xem xét quyết định. Các ban chỉ đạo bám sát cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nhà nước, các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Đại hội 12, các chỉ thị kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực và thế giới để tiến hành tổng kết nghiên cứu, xây dựng các đề án tờ trình dự thảo, các nghị quyết trình Trung ương. Bộ Chính trị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo, đề án nêu trên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng báo cáo trình hội nghị Trung ương lần này. Những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, nội dung trình hội nghị Trung ương 5 là những vấn đề rất lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời đề nghị Trung ương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 10 tháng 5 năm 2017. Từ năm 2014, sáng kiến Liên minh Hạ Long Cát Bà đã được khởi xướng nhằm xây dựng cơ chế hợp tác giữa Hải Phòng Quảng Ninh nhằm bảo tồn môi trường Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà. Chiều nay, cuộc họp lãnh đạo cấp cao của Liên minh Hạ Long Cát Bà đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thành phố nhằm thảo luận hồ sơ tái đề cử Vịnh Hạ Long thành di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long quần đảo Cát Bà. Tại hội thảo, các ý kiến trao đổi việc tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý để phù hợp với bối cảnh mới khi mở rộng di sản, tiến độ chuẩn bị hồ sơ tái đề cử di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long Cát Bà, thách thức từ các hoạt động phát triển bảo tồn đa dạng sinh học tại quần đảo Cát Bà trước khi tái đề cử di sản thiên nhiên thế giới. Với nguồn vốn hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ, dự án sáng kiến Liên minh Hạ Long Cát Bà đã giúp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương giải quyết các vấn đề về môi trường, đẩy mạnh công tác quản lý và thúc đẩy hành trình mở rộng di sản lần này. Tính đến tháng 1 năm 2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi thông tin mở rộng di sản lên UNESCO để đưa vào danh sách các khu di sản dự kiến. Thành phố Hải Phòng sẽ chuẩn bị hồ sơ tái đề cử và nộp bản dự thảo vào tháng 9 năm 2017 và hồ sơ cuối cùng nộp vào ngày 1 tháng 2 năm 2018. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam trân trọng đề nghị các tổ chức quốc tế tiếp tục hoạt động nghiên cứu thực địa tại Hải Phòng, hỗ trợ đánh giá những giá trị nổi bật toàn cầu của quần đảo Cát Bà. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm phối hợp với thành phố Hải Phòng trong việc xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Chia sẻ kinh nghiệm quản trị và điều hành doanh nghiệp, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là những nội dung được đưa ra tại tọa đàm với chủ đề làm gì để quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất do Cụm Doanh nhân trẻ Đồng bằng sông Hồng tổ chức chiều nay. Tới dự tọa đàm có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam cùng đông đảo các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong cả nước. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, doanh nhân cùng trao đổi thảo luận về kinh nghiệm quản trị và điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Những vấn đề quản trị marketing, quản trị nhân sự, quản trị thương mại và giao dịch quốc tế. Việc làm thế nào để quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp
cùng nhiều nội dung khác cũng được diễn giả phân tích, làm rõ, giúp các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ bổ sung, cập nhật kiến thức quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, nỗ lực xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Buổi tọa đàm là dịp giúp các doanh nghiệp doanh nhân có cách thức tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh, góp phần hưởng ứng phong trào quốc gia khởi nghiệp. Chuẩn bị hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 5 và hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn chủ trì cuộc họp nghe các sở ngành địa phương liên quan, báo cáo tiến độ và thống nhất nội dung giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thanh Sơn nêu rõ, nhìn chung qua các kỳ đối thoại giữa Ủy ban Nhân dân thành phố với doanh nghiệp, kết quả đạt được cơ bản tốt, có chuyển biến tích cực, nhiều kiến nghị đã được giải quyết. Đối với những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo thành phố rất quyết liệt, giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, trả lời rõ đúng sai cho doanh nghiệp biết để thực hiện. Hiện nay một số kiến nghị đã đi tới kết quả cuối cùng và tại kỳ đối thoại tới có thể trao kết quả cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ, một số sở ngành vẫn chậm trễ, đùn đẩy trong xử lý kiến nghị nên một số công việc còn chậm. Các sở ngành địa phương cần khẩn trương thực hiện, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước 17 giờ ngày 9 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Hoa Phượng Đỏ đang đến rất gần chúng ta và từ hôm nay, chuyên mục lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2017 Hải Phòng vươn ra biển lớn sẽ được phóng viên thời sự chúng tôi cập nhật hàng ngày trên chương trình Thời sự tối. Và phần tổng hợp hôm nay sẽ do biên tập viên Minh Phương thực hiện. Xin mời chị Minh Phương. Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Lai và chị Kim Phượng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua không khí hướng tới lễ hội Hoa Phượng Đỏ tiếp tục diễn ra khẩn trương tại các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố. Sân khấu tại quảng trường nhà hát trung tâm đang được khẩn trương lắp đặt các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết. Ngày hôm nay thì các phương án market sân khấu đã được đơn vị thực hiện tiếp tục bổ sung hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến từ Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tại cuộc họp mới đây. Theo đó, thiết kế tạo hình sân khấu cũng như màu sắc biểu tượng phải thể hiện được những hình ảnh đẹp nhất, tiêu biểu nhất của Hải Phòng, đặc biệt là hình ảnh biểu trưng Hoa Phượng Đỏ và chủ đề xuyên suốt của lễ hội năm nay, hình ảnh một con tàu vươn ra biển lớn. Còn tại cuộc họp triển khai công việc hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đã yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục rà soát, sắc báo danh sách đại biểu trung ương, bộ ngành và địa phương dự lễ hội Hoa Phượng Đỏ để công tác đón tiếp đại biểu được trang trọng, chú đáo. Dự kiến mùa lễ hội năm nay, Hải Phòng sẽ đón khoảng gần 5.000 đại biểu chính thức và hàng chục nghìn du khách thập phương về dự lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, ùn tắc giao thông là vấn đề thường xuyên xảy ra vào đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ hàng năm trên các tuyến phố chính và đặc biệt là quảng trường nhà hát thành phố trung tâm của sự kiện. Lượng người đổ về khu vực diễn ra lễ khai mạc có những thời điểm lên đến hàng nghìn người, chưa kể các phương tiện giao thông. Đây là những hình ảnh được chúng tôi ghi nhận được vào đêm khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 2 năm 2013, đồng thời cũng là năm Hải Phòng đăng cai năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng. Người chật cứng tại khu vực quảng trường nhà hát thành phố và hai tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh. Và càng đến thời điểm 12 giờ đêm, người dân kéo về càng đông để chứng kiến màn pháo hoa lịch sử chính thức mở màn năm du lịch quốc gia tại thành phố Cảng. Thời điểm đó thật khó quên với người dân đất cảng, nhưng cũng là thách thức cho các lực lượng có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông của thành phố. Năm nay, Công an thành phố Hải Phòng đã chủ động xây dựng các phương án từ sớm để đảm bảo tốt nhất việc lưu thông trong đêm khai mạc lễ hội, để người dân vui chơi phấn khởi an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông, đường bộ đường sắt đã chủ động phân luồng từ xa, tiếp đến là các cái khu vực liền kề với các cái hoạt động mà khu vực trung tâm tổ chức sự kiện. Và tại khu vực tổ chức sự kiện thì bố trí lực lượng phối hợp cùng với lại thanh tra giao thông của Sở Giao thông Vận tải để triển khai cấm các phương tiện không cho lưu thông ở các khu vực tổ chức. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2017 là dịp để quảng bá hình ảnh về sự phát triển năng động của thành phố Hải Phòng với bạn bè trong và ngoài nước, nhưng cũng là cơ hội để du khách chiêm ngưỡng về vẻ đẹp hoa phượng, loài hoa biểu trưng của thành phố Hải Phòng ở thời điểm đẹp nhất và duy nhất trong năm. Phượng vĩ có đặc điểm là nở hoa đầy bất ngờ vào những tháng đầu tiên của mùa hè, lại trùng đúng vào dịp diễn ra các ngày lễ lớn của thành phố Hải Phòng và đất nước, đặc biệt nhất là đúng vào dịp lễ hội Hoa Phượng Đỏ trên thành phố Cảng, nên đã có những vần thơ rất đẹp rằng có phải mang ngày hội trong mình, thành phố đánh môi son. Ngay cả những người sống ở Hải Phòng lâu năm nhất, có thể cũng chưa bao giờ biết được khi nào hoa phượng nở. Cứ trông đợi, cứ khắc khoải cái màu đỏ của tháng năm mãi chẳng thấy. Nhưng chỉ một đêm ngủ dậy, đầy bất ngờ khi thấy bông phượng nở tự lúc nào. Và rồi chỉ sau vài ngày đi đâu xa quay lại, phượng đã thắp sáng cả một góc trời.
kể từ khi lễ hội Hoa Phượng Đỏ đầu tiên được tổ chức năm 2012, thành phố đã tiến hành việc trồng tập trung phượng ở tất cả các tuyến phố, ven đô và các cửa ô vào thành phố. 5 năm qua, thành phố đã trồng thêm 2.000 cây phượng vĩ, đưa tổng số cây hiện có lên 17.000 cây, nhiều nhất là tuyến đường Phạm Văn Đồng với số lượng hơn 4.000 cây. Và con đường ra khu du lịch Đồ Sơn đã được mệnh danh là con đường hoa phượng của thành phố trong mùa hè. Chúng tôi dự tính là đến 2020 đấy, trong 3 năm tới thì cây hoa phượng sẽ tăng được khoảng 1.000 cây, tức là mỗi năm chúng tôi sẽ phấn đấu được khoảng 500 cây. Còn lại tất cả các ngõ ngách khi mà chặt hạ cây gạo gai, cây xôi mục thì chúng tôi đều đưa cây hoa phượng này. Gìn giữ hoa phượng đỏ cũng chính là gìn giữ thương hiệu cho thành phố, gìn giữ một thứ tài sản văn hóa chung mà giá trị của nó lớn hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy. Những giá trị thẳm sâu nhưng có khả năng kết nối mạnh mẽ tình yêu thành phố, tình yêu đất nước giữa con người với con người. Chúng ta cùng chờ đợi hoa phượng nở, chờ đợi lễ hội hoa phượng với những cảm xúc mới và tâm thế mới. Chương mục ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây và xin được quay lại với chương trình thời sự. Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ do biên tập viên Thu Hoài tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các cấp ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ ổn định cuộc sống. Mở đầu mục hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ hôm nay sẽ là một số tin vắn về các hoạt động ý nghĩa này. Bộ Tư lệnh Quân khu 3 vừa hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tặng ông Phạm Văn Trâm, 59 tuổi, thương binh hạng 1/4 ở tổ dân phố Lý Thường Kiệt 2, phường Phù Liễn, quận Kiến An. Trong dịp này, lực lượng vũ trang quận và chính quyền địa phương xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa tặng các thương binh và gia đình chính sách trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa của lực lượng vũ trang quận nhằm tri ân những cống hiến to lớn của các đồng chí thương binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Chỉ huy Quân sự quận Dương Kinh khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Đỗ Thị Nghi, sinh năm 1926, trú tại tổ dân phố số 1, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, là vợ liệt sĩ Tạ Văn Đãng, hy sinh năm 1951 trong kháng chiến chống Pháp. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 40m2 với tổng dự toán hơn 100 triệu đồng, trong đó lực lượng vũ trang quận hỗ trợ 70 triệu đồng. Ngôi nhà sẽ được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. 43 năm tròn, kể từ ngày tiễn con trai lên đường nhập ngũ, cụ bà Nguyễn Thị Cánh ở thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng chưa một lần nghe tin tức về con trai. Và một tin vui bất ngờ vừa đến với gia đình, chiến sĩ Hoàng Văn Dùng vẫn còn sống và sẽ được đồng đội đưa về quê hương trong một vài ngày tới. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện xúc động này. Gỡ tấm ảnh con trai trên bàn thờ xuống, cụ bà Nguyễn Thị Cánh mừng vui không nói nên lời. Ở tuổi gần đất xa trời, nhiều năm qua bà chỉ canh cánh trong lòng ước mong tìm được người con trai trưởng nhập ngũ năm 1974, cho dù anh đã hy sinh. Khi hết hy vọng, gia đình đã lập bàn thờ anh. Ngày giỗ hàng năm là ngày anh nhập ngũ. 43 năm tưởng chừng nước mắt đã không còn, nay nước mắt lại tuôn rơi khi gia đình nghe tin đã tìm được chiến sĩ Hoàng Văn Dùng. Thấy con về thì mừng rỡ, rồi các em, rồi nội tập là thấy con về trước. Cũng 30 năm tìm kiếm vào trong Tây Ninh, vào bến cầu, tất cả các anh em đồng đội người ta cũng có tâm huyết để dẫn đi tìm, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ lại trở về tay không, không tìm thấy được. Gia đình thì cảm ơn anh em đồng đội đã tìm được đồng đội về với lại gia đình như thế này, cái tâm nguyện của gia đình thế là đã mãn nguyện. Căn nhà cũ của chiến sĩ Hoàng Văn Dùng vừa được người em trai dỡ bỏ để xây dựng lại. Người mẹ già 86 tuổi sau tai nạn bị gãy xương tay đã rất yếu. Cha già 88 tuổi, mặc dù tay đã nặng, không nghe rõ, nhưng khi phóng viên thời sự cho ông xem những hình ảnh vừa được đồng đội của con trai gửi về, ông nhận ra ngay người con trưởng. Niềm vui hiện lên trong ánh mắt người cha già 43 năm vỏ vọ mong tin con. Theo thông tin từ đồng đội của ông Hoàng Văn Dùng, thì ông bị thương nặng và mất trí nhớ trong chiến tranh, được một gia đình ở tỉnh Bình Dương cưu mang suốt nhiều năm qua. Ông Dùng sẽ được đồng đội đưa về quê trong một vài ngày tới.
Thưa quý vị và các bạn, sự hy sinh cao đẹp của các anh hùng liệt sĩ luôn là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Và để giáo dục truyền thống cách mạng thì hoạt động trải nghiệm là cách làm sáng tạo đang được nhiều trường học thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một tiết học như thế. Tại đền thờ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Đa ở thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, tiết học lịch sử của cô và trò lớp 5A trường tiểu học Bạch Đằng hôm nay khác hẳn ngày thường. Các em học sinh được cô giáo dẫn đi tham quan đền thờ và nghe kể chuyện về chiến công của anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Đa, người con của quê hương Bạch Đằng. Các em còn được nghe rất nhiều câu chuyện về mảnh đất Bạch Đằng, những năm kháng chiến và nghe bà Đào Thị Thược, người du kích đồng đội của anh hùng Phạm Ngọc Đa, kể về tinh thần chiến đấu dũng cảm của người dân xã Bạch Đằng trong những năm tháng đấu tranh. Tiết học lịch sử này em thấy rất là thú vị và em thấy thích nhất là được ngồi tâm sự với bà, được bà kể những kỷ niệm nhớ nhất với anh Phạm Ngọc Đa. Từ kết quả thành công của chuyên đề ngày hôm nay, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng sẽ có những sự chỉ đạo cụ thể đối với các trường tiểu học trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các giờ học theo phương pháp hình thức dạy học trải nghiệm gắn liền với thực tế và thông qua đó để tổ chức cho các em học sinh các nhà trường tiểu học tham gia các hoạt động thực tế để góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử vật thể, phi vật thể của địa phương, các hoạt động gắn kết với cộng đồng. Việc dạy và học lịch sử bằng hình thức trải nghiệm của trường tiểu học Bạch Đằng là cách làm sáng tạo, bên cạnh tiếp thu kiến thức còn giúp em học sinh tìm hiểu về truyền thống quê hương, gương chiến đấu hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, từ đó phấn đấu học tốt, rèn chăm, xứng đáng là con man trò giỏi. Và còn rất nhiều những tấm gương sáng cùng hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong những mục sau. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Trong phần tiếp theo của chương trình, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Hoàng Văn Thụ. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB thảo luận về các bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Sáng nay, quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng phối hợp tổ chức lễ khánh thành khu giáo dục mầm non Hồng Bàng, trường mầm non xã Đoàn Lập, công trình do quận Hồng Bàng tài trợ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng giữa quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng giai đoạn 2016-2020. Khu giáo dục mầm non Hồng Bàng được khởi công từ tháng 10 năm 2016, có tổng diện tích mặt bằng 192 m², xây dựng khép kín gồm 2 tầng 4 phòng học, mỗi phòng học có diện tích 38 m², có sân vườn thiết kế hiện đại. Tổng kinh phí xây dựng 3,9 tỷ đồng từ nguồn kinh phí vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp quận Hồng Bàng đóng góp. Tại buổi lễ khánh thành, lãnh đạo quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng đã trao tặng chìa khóa và cắt băng khánh thành công trình, chính thức đưa khu giáo dục vào sử dụng. Cùng với tài trợ xây dựng khu giáo dục mầm non Hồng Bàng, thời gian qua, quận Hồng Bàng có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cho huyện Tiên Lãng như xây dựng điểm vui chơi cho các cháu trường mầm non xã Vinh Quang, xây dựng nhà khăn quàng đỏ, hỗ trợ đồ dùng đồ chơi cho khu giáo dục mầm non Hồng Bàng. Đây là những hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Công trình cầu Hoàng Văn Thụ là công trình giao thông cấp đặc biệt thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Thời điểm này, các nhà thầu đang tập trung thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Cầu Hoàng Văn Thụ có chiều dài 1.570 m, tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng do Ban Quản lý Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị làm chủ đầu tư. Nhà thầu chính là liên danh CNCO 1, Trung Chính, Hồng Hà. Đến nay, nhà thầu đã khoan được gần 200 cọc trên tổng số 480 cọc, đạt khoảng 40% khối lượng hạng mục cọc khoan nhồi. Chúng tôi đang thi công vào cái nhánh phải bờ Bắc và cái nhánh phải của bờ Nam dẫn. Về phần mặt bằng thì còn vướng chút mặt bằng nữa. Anh em đã tiến hành làm 3 ca liên tục để đảm bảo cái tiến độ thi công của dự án là hoàn thành đúng theo những cái cam kết đối với cả chủ đầu tư và ủy ban nhân dân thành phố. Còn về phía bên bờ Nam thì đang làm cái vòng xoay của bên nhánh phải của cảng Việt Xô vào bên nhánh trái của bên cảng Hoàng Diệu. Để đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị và nhà thầu đã tích cực huy động vật tư, thiết bị và nhân lực, triển khai đồng loạt 11 dây chuyền thi công với gần 200 công nhân, quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Theo kế hoạch, công trình cầu Hoàng Văn Thụ sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2019. Trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 558 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã đưa tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố 4 tháng năm 2017 đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 33% kế hoạch năm.
Trong đó, khối kinh tế địa phương tăng hơn 12% so với cùng kỳ, khối kinh tế trung ương giảm nhẹ, khối kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hải Phòng là giày dép, dệt may, dây và cáp điện, sản phẩm plastic, hàng điện tử, hàng thủy sản, thủ công mỹ nghệ và nhiều hàng hóa khác. Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều nay đã công bố việc điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ. Theo đó, giá xăng bán lẻ RON 92 đã giảm 309 đồng một lít về không quá 17.274 đồng. Xăng E5 giảm 314 đồng về tối đa 17.068 đồng một lít. Cùng với việc điều chỉnh giá xăng, các mặt hàng xăng dầu cũng giảm từ 64 đồng đến 285 đồng một lít, 1 kg tùy loại. Cụ thể, dầu hỏa giảm 285 đồng về còn 12.053 đồng một lít, dầu diesel giảm về 13.603 đồng một lít, mức giảm 216 đồng. Bên cạnh đó, việc chi quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng được cơ quan quản lý dừng thực hiện. Đây là lần thứ hai giá xăng dầu bán lẻ giảm liên tiếp. Chuyển sang các thông tin khác, Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng vừa cứu sống một bé gái 9 tháng tuổi nuốt chân sạc pin máy điện thoại di động, bị bít đường thở. Đây là trường hợp trẻ nhỏ tuổi nhất được bệnh viện cứu sống thành công sau khi nuốt dị vật vào phế quản. Bệnh nhân là cháu Nguyễn Phương Thảo, 9 tháng tuổi, được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng trong tình trạng khó thở, thở rít, người tím tái. Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho bé thở máy, tiên lượng xấu. Kết quả phim chụp cho thấy bé Thảo có dị vật kim loại hình chữ nhật ở thực quản. Các bác sĩ liên khoa hồi sức cấp cứu và khoa tai mũi họng đã sử dụng máy nội soi phế quản thế hệ mới, phối hợp vừa cấp cứu vừa gấp dị vật tại phế quản là chân sạc pin điện thoại di động thành công. Hiện cháu Phương Thảo đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện sau 3 ngày nữa. Lúc phát hiện ra là cháu trong tình trạng thâm tím toàn thân, không thở được. Xong rồi bắt đầu em thấy thế em sợ quá thì em mới bế cháu lên, em vỗ vào lưng cháu thì cháu không bị thâm tím mặt mày nữa. Rồi nhưng mà cháu khó thở, rồi ho sặc sụa không nhiều lắm. Thì ở bệnh viện chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp rồi. Rồi từ cái pin, rồi cái đinh ghim rơi vào phổi. Rồi hạt lạc, hạt na các thứ rất là nhiều, mà có những trường hợp rất là nguy hiểm đến trong tình trạng tím tái hoàn toàn rồi. Cũng rất may là cũng giải quyết được kịp thời, nhưng mà cũng qua đây cũng để nhắc các bậc phụ huynh là làm sao mà trông, thứ nhất đặc biệt là trẻ nhỏ là không nên cho cháu chơi những đồ vật rất là nhỏ xung quanh mình, là nên để những đồ chơi nó phải to, đừng có bé nhỏ quá mà các cháu dễ cho vào mồm, mà khi nó có phản xạ nó khóc nó cười các thứ là nó hít thở thì dễ bị vào đường thở và nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài trường hợp của bé Thảo, gần đây bệnh viện liên tiếp nhận cấp cứu các trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, có trường hợp trẻ bị mắc phải hạt nhãn ngưng thở, nuốt pin cúc bị bỏng khí quản thực quản. Nhiều trường hợp được cứu sống nhờ được nội soi khí quản, gấp dị vật kịp thời. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng cấp cứu từ 15 đến 20 trường hợp trẻ em bị dị vật phế quản gây khó thở. Riêng trong tháng 2 năm nay, bệnh viện cấp cứu 5 trường hợp bị hóc dị vật đường thở. Tiếp theo, diễn biến vụ va chạm giữa tàu chở hàng Nguyễn Nam Khánh 168 và tàu cá Hải Phòng HP90364TS khiến hai ngư dân bị mất tích. Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5, tàu tìm kiếm cứu nạn SA-273 và SA-411 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 đã đưa được hai ngư dân còn sống và hai thi thể ngư dân về đất liền. Sau hơn một ngày tích cực tìm kiếm vào hồi 9 giờ 45 phút sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện tàu cá HP90364TS chìm dưới biển ở độ sâu 28m. Lực lượng thợ lặn đã tiếp cận và tìm thấy hai thi thể ngư dân. Xác định là anh Nguyễn Văn Được, sinh năm 1979, quê quán đội 8, xã Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa, và anh Đinh Như Thắng, sinh năm 1979, quê quán xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đến 16 giờ 30, thi thể hai nạn nhân đã được Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 đưa về đất liền và bàn giao cho gia đình làm thủ tục an táng. Sức khỏe của hai thuyền viên được cứu sống cũng đã dần ổn định. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay trên tuyến quốc lộ 10 thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp, rất may không có thiệt hại về người. Ghi nhận tại hiện trường trước cổng sân gôn sông Giá thuộc địa bàn xã Lưu Kiến, huyện Thủy Nguyên, chiếc xe bồn mang biển kiểm soát 15C14427 đã va chạm với xe 7 chỗ biển kiểm soát 14A18866. Hậu quả chiếc xe 7 chỗ bị vỡ nát phần đầu. Ít phút sau cũng tại khu vực này, xe container đầu kéo mang biển kiểm soát 98C0661 đã va chạm với chiếc xe 4 chỗ biển kiểm soát 15A00029. Vụ va chạm khiến chiếc xe 4 chỗ bị méo phần thân.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông bộ sắt, công an thành phố đã kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông, xử lý vụ việc. Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tin thế giới, trước thềm cuộc họp thường niên lần thứ 50 của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, đại diện các quốc gia thành viên đã thảo luận về các bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, làm rung chuyển khu vực cách đây tròn 20 năm. Cuộc họp thường niên lần thứ 50 của Ngân hàng ADB sẽ được khai mạc tại Yokohama, Nhật Bản vào ngày mai, mùng 6 tháng 5. Tuy nhiên, hàng loạt các hoạt động liên quan trong khuôn khổ hội nghị đã được bắt đầu từ hôm qua. Bộ trưởng và giới chức chính phủ các nước châu Á đã tham gia một phiên thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, bắt đầu từ sự sụp đổ của các đồng tiền châu Á và sau đó gây ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati khẳng định, sự việc này cho thấy một cuộc khủng hoảng có thể nhanh chóng lan rộng sang nhiều quốc gia đến mức độ nào. Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải luôn đề cao cảnh giác đối với các cú sốc tài chính, đồng thời tăng cường các cơ chế để ứng phó với các cuộc khủng hoảng trong khu vực. Thị trường xe đạp công cộng tại Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển bùng nổ và tạo nên những cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các công ty kinh doanh. Nhiều công ty khởi nghiệp đang cố gắng đa dạng hóa dịch vụ để mang lại cho khách hàng nhiều trải nghiệm thoải mái và tiện lợi. Có công ty sử dụng phần mềm trên điện thoại thông minh giúp khách hàng quản lý chi phí thuê xe, xác định vị trí hay lưu giữ thông tin và kết nối với nhân viên. Một số công ty khác lại tập trung vào dịch vụ sửa và bảo dưỡng xe hỏng trong thời gian cao điểm nhiều khách thuê. Xe đạp công cộng là hình thức được Liên Hợp Quốc khuyến khích sử dụng để giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp tăng cường sức khỏe cho người dân. Mũ cọ Panama từ lâu đã nổi tiếng thế giới bởi độ mềm mại, tinh tế và giá tiền lên tới hàng nghìn đô la Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về lịch sử cũng như cách làm chiếc mũ này. Mặc dù mang tên Panama, nhưng quê hương của chiếc mũ cọ đắt nhất thế giới lại là Ecuador, quê hương của cây cọ. Lá cọ được dùng để tạo ra sợi toquilla, nguyên liệu chính để làm mũ cọ Panama. Sợi toquilla nhẹ, dễ đan và có độ trong suốt tuyệt hảo. Một kiệt tác mũ Panama là sản phẩm được làm thủ công hoàn toàn, chứ không dùng đến bất kỳ loại máy móc nào. Sau khi lá cọ được thu hoạch, sẽ được xử lý qua nhiều công đoạn để tạo ra các sợi toquilla sạch. Các nghệ nhân phải đan từ 3 đến 4.000 mũi trong nhiều tháng. Chính bởi sự công phu và tinh vi như vậy nên một chiếc mũ Panama được bán rất đắt với giá từ vài chục tới vài nghìn đô la Mỹ. Ánh nắng mặt trời chói chang có thể khiến da chúng ta cháy nắng. Nhưng một nhà làm phim 30 tuổi đến từ Colorado, Mỹ, anh Michael Papadakis đã biến đổi những tia nắng rực rỡ thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Papadakis gọi đây là nghệ thuật khắc bằng ánh sáng mặt trời khi sử dụng khả năng hội tụ ánh sáng của kính lúp để tạo ra những vệt cháy trên những chiếc đĩa gỗ để vẽ lên tác phẩm. Nhà làm phim này đã khám phá ra phương pháp sáng tạo nghệ thuật độc đáo này từ năm 2012 khi anh có chuyến đi đến con đường tơ lụa xưa và dừng chân tại Trung Quốc. Tại nhà một người bạn, Papadakis đã tình cờ phát hiện sự phản chiếu những vệt sáng chói qua chiếc kính lúp trên mặt bàn và từ đó anh đã có cảm hứng sáng tạo nghệ thuật từ phương pháp này. Các tác phẩm nghệ thuật của anh bao gồm những phong cảnh lãng mạn đến những con vật đáng yêu. Papadakis phải dành từ 3 đến 30 tiếng đồng hồ để sáng tạo nên mỗi tác phẩm, tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời sự tiếp theo.